Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây. Sáng nay tại Tòa nhà Quốc hội, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 chính thức khai mạc. Khắc phục tình trạng thiếu nguyên vật liệu thi công cao tốc Bắc Nam. Mặn tiếp tục xâm nhập tại các cửa sông chính vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong phần tin quốc tế, NATO thảo luận hàng loạt vấn đề an ninh. Cháy trại tị nạn ở Bangladesh, hàng trăm người thương vong. Thưa quý vị, sáng nay 24 tháng 3, trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội cùng đoàn đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn đại biểu Quốc hội mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Trong không khí trang nghiêm và xúc động, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu Quốc hội thành kính dành một phút tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, người cha già của dân tộc Việt Nam. Kết thúc lễ viếng, đúng 8 giờ, Quốc hội họp phiên chủ bị và 9 giờ bắt đầu khai mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14. Chương trình được truyền hình và phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân trong cả nước cùng theo dõi. Sáng nay tại Tòa nhà Quốc hội, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 chính thức khai mạc. Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có đánh giá khái quát về những nỗ lực của đại biểu Quốc hội khóa 14 trong nhiệm kỳ 2016-2021. Đến thời điểm này, chúng ta có quyền tự hào về những thành quả đạt được trong cả nhiệm kỳ. Suốt chặng đường gần 5 năm qua, Quốc hội đã nỗ lực đoàn kết cùng Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan hoàn thành trọng trách được giao, tạo nên sức mạnh tổng hợp để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội nhận định, kỳ họp thứ 11 là dịp để chúng ta đánh giá và nhìn nhận lại những thành tựu, kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế trên nhiều lĩnh vực, từ đó phân tích rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm để làm cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Đây là kỳ họp mang tính cầu nối, góp phần vào việc chuyển giao nhiệm kỳ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Tại kỳ họp này, Quốc hội tập trung thời gian cho tổng kết công tác nhiệm kỳ của các cơ quan nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, xem xét quyết định việc miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao trong bộ máy nhà nước, xem xét thông qua dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi, xem xét quyết định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, nghe các báo cáo về tổng hợp ý kiến và giải quyết kiến nghị của cử tri. Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, chất lượng để góp phần vào thành công của kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ khóa 14. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14. Xin trân trọng cảm ơn. Ngay sau phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình bày dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 14 của Quốc hội. Có thể nói, trong 5 năm qua, Quốc hội triển khai hoạt động trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động, thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, thế và lực của đất nước ngày càng lớn mạnh sau 35 năm đổi mới. Hình tổ chức
Trong nhiệm kỳ khóa 14, Quốc hội đã đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác lập pháp với 72 luật, 2 pháp lệnh và nhiều nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật được thông qua, đã tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân. Tuy nhiên, hoạt động lập pháp cũng còn có những hạn chế như chương trình xây dựng luật, pháp lệnh còn phải điều chỉnh nhiều. Một số dự án dự thảo được đưa vào chương trình nhưng chính sách chưa rõ, chưa đánh giá tác động sâu sắc. Bên cạnh đó, Quốc hội tăng cường hoạt động giám sát, không ngừng cải tiến, đổi mới cách thức thực hiện, tập trung vào những vấn đề bức xúc của cuộc sống. Hoạt động đối ngoại của Quốc hội được triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng vào thành công chung của công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Mô hình tổ chức phù hợp, phương thức hoạt động không ngừng được đổi mới, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng những thành tựu cùng với truyền thống quý báu của 75 năm Quốc hội sẽ tạo nền tảng quan trọng để Quốc hội khóa 15 và Quốc hội các khóa tiếp theo tiếp tục kế thừa, phát huy, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Kỳ họp thứ 11 sẽ là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14. Tại đây, trọng tâm kỳ họp sẽ là tổng kết công tác nhiệm kỳ và kiện toàn một số chức danh trong bộ máy nhà nước. Sau phiên khai mạc sáng nay 24 tháng 3, nhiều cử tri đã kỳ vọng kỳ họp lần này sẽ đáp ứng kịp thời các yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 13. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo dõi phiên khai mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14, ông Nguyễn Hữu Châu, một cán bộ lão thành cách mạng ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua đã thực hiện tốt công tác xây dựng pháp luật cũng như xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong năm qua đó thì cũng căn cứ vào chức năng nhiệm vụ thì đứng về Quốc hội đó là ra có thể nói rất là nhiều luật. Nhưng mà những cái luật tôi muốn nói rằng là nó đi sát với cái tâm tư nguyện vọng cử tri. Còn đứng về mặt mà giám sát tố cáo đó thì tôi ấn tượng nhất là đích thân đồng chí Chủ tịch Quốc hội đã đi giám sát về cái thành tích về xây dựng nông thôn mới, thì đó là tôi thấy rất là ấn tượng. Mà cái đó cũng là tiền đề để mà tiếp tục nghĩa là giám sát về sau. Ngoài ra, tại kỳ họp lần này, Quốc hội còn tập trung thời gian cho tổng kết công tác nhiệm kỳ của các cơ quan nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, cũng như dành nhiều thời gian để kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhà nước. Bên cạnh đó, các cử tri cũng gửi gắm nhiều tâm tư và kỳ vọng của mình vào việc xem xét nhân sự của Quốc hội để giữ các chức danh chủ chốt của nhà nước. Một trong những cái điều mà người dân quan tâm đó là nhân sự mà Quốc hội sẽ quyết. Và những cái nhân sự mà Quốc hội quyết trong cái kỳ này đó là những cái nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam. Và tôi kỳ vọng rằng là Quốc hội cũng sẽ sáng suốt lựa chọn những cái người thật sự là xứng đáng, thật sự là lãnh đạo của Việt Nam để đưa Việt Nam phát triển. Trong cái khai mạc và những cái bầu cử tiếp theo thì có những cái nhân tài, có những cái phát triển trong cái định hướng tiếp để làm sao để phát triển được trong cái tương lai và trong cái thời điểm mà vừa chống dịch và vừa phát triển về kinh tế và chính trị. Đấy là cái hy vọng rằng đạt được kết quả sẽ tốt và tốt hơn. Trong chiều này, Quốc hội sẽ dành thời gian khoảng nửa ngày để xem xét thông qua dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi. Dự án luật này đã được Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Chuyển sang các nội dung quan trọng khác, sáng nay 24 tháng 3, Hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN được tổ chức theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Brunei, nước đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2021. Tại điểm cầu Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. Các đại biểu đã nghe Brunei, nước đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2021, báo cáo kết quả hội nghị trực tuyến nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN và kết quả hội nghị tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 18. Các tài liệu liên quan đã được hội nghị thảo luận, nhất trí trình lên ASOM, bao gồm các tài liệu khái niệm, tài liệu thảo luận mới trong hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN, ADMM.
dự thảo các tuyên bố chung ADMM và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng ADMM cộng, thống nhất công tác chuẩn bị cho Hội nghị ASOM cộng diễn ra vào tháng 4 năm 2021. Hội nghị ADMM 15 và ADMM cộng lần thứ 8 diễn ra vào tháng 6 năm 2021. Hội nghị đề xuất của các nước cộng về lịch tổ chức các cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN cộng 1 và diễn tập hải quân các nước ASEAN với Hải quân Liên bang Nga trong thời gian tới. Cũng trong sáng ngày hôm nay 24 tháng 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện. Các đại biểu đã được nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, quán triệt những điểm mới, nổi bật trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Trong đó tập trung vào các nội dung, những thành tựu trong công tác lý luận 35 năm đổi mới, đánh giá 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011, 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Cũng trong chương trình hội nghị, các đại biểu đã được cập nhật chuyên đề cục diện thế giới mới và đối sách của Việt Nam hiện nay. Sáng nay, Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức triển lãm chuyên đề Ngày hội non sông nhằm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với hơn 130 hình ảnh pano được giới thiệu, trưng bày, triển lãm góp phần thể hiện rõ nét những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nói chung, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Đắk Lắk nói riêng qua các thời kỳ, khẳng định sự kế thừa phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với công tác bầu cử. Triển lãm sẽ kéo dài cho đến hết tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với Hội Tù Yêu Nước, Hội Cựu Thanh niên Xung Phong, Hội Cựu Chiến binh thành phố Đà Nẵng tổ chức hoạt động về nguồn và tọa đàm giao lưu với các nhân chứng lịch sử với chủ đề Vang mãi bản hùng ca năm 2021 vào sáng ngày hôm nay. Đây là hoạt động nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu, đem lại nền độc lập, hòa bình, ấm no cho dân tộc. Tại chương trình, đoàn viên thanh niên trên địa bàn đã được giao lưu với các nhân chứng lịch sử với chủ đề Vang mãi bản hùng ca nhằm ôn lại những năm tháng hào hùng, vẻ vang trong đấu tranh dựng nước và giữ nước. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các hội viên tham quan các di tích Thành Điện Hải và Bảo tàng Đà Nẵng. Những nội dung trong nước đáng chú ý tiếp theo sẽ có trong chương trình: khắc phục tình trạng thiếu nguyên vật liệu thi công cao tốc Bắc Nam. Mặn tiếp tục xâm nhập tại các cửa sông chính vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Một trong những yêu cầu lớn đặt ra của 6 đồ án quy hoạch phân khu thuộc đô thị lịch sử vừa được Hà Nội công bố, đó là 10 năm tới, dân số của 4 quận sẽ giảm khoảng 215.000 người. Câu hỏi về tính khả thi của quy hoạch lại được đặt ra khi mà áp lực gia tăng dân số là vấn đề chưa bao giờ giảm sức nóng đối với các đô thị lớn. Theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở tháng 4 năm 2019, dân số tại 4 quận nội đô lịch sử là hơn 887.000 dân. Trong đó, quận Hoàn Kiếm có 91.000 người, quận Ba Đình gần 200.000 người, quận Đống Đa hơn 371.500 người, quận Hai Bà Trưng khoảng 255.000 người. Đến năm 2030 và 2050 thì khu vực dân số này là giảm về 672.000 người. Tổng thể của nội đô lịch sử là bao gồm có 4 quận và phần cơ bản không gian của quận Tây Hồ. Thì trong khu vực mà từ Vành đai 2 đến Hữu Ngạn sông Hồng là 1,2 triệu dân. Thì thời gian tới đến 2030, 2050 sẽ phải rút về là 0,8 triệu dân. Vậy mục tiêu giảm 215.000 dân có khả thi hay không? Thực trạng tại quận Hoàn Kiếm trong 6 năm trở lại đây là một minh chứng khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. 6 năm qua, dân số tại quận trung tâm của thủ đô đã giảm tới 2.000 người. Quy hoạch là những cái định hướng, và để triển khai được quy hoạch thì phải có các cái biện pháp cụ thể
để thực hiện. Và đây nó gắn với một cái đề án hết sức quan trọng là đề án giãn dân tại địa bàn quận Hoàn Kiếm mà chúng tôi đã triển khai trong nhiều năm qua. Theo tính toán của Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, sẽ có khoảng 125.000 người dân di rời ra khỏi nội đô lịch sử qua việc giải phóng mặt bằng để mở rộng đường, di chuyển các hộ dân sống trong các di tích, trường học, công sở. Bên cạnh đó, khoảng 100.000 người dân sống trong 4 quận nội thành sẽ di chuyển đi nơi khác do giãn dân cơ học. Con số này có được là do việc di rời hàng chục trụ sở cơ quan bộ ngành trường học và một bộ phận người dân sẽ di chuyển theo. Trên cơ sở sở di rời đó thì sẽ bổ sung hoàn thiện đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật còn thiếu và hạn chế phát triển các cái nhà cao tầng trong vùng này, cũng như kiểm soát về sự gia tăng dân số cơ học. Quy hoạch đã xác định rõ các quận nội thành sẽ phát triển theo hướng hạn chế nhà cao tầng. Tiêu chí này đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ cho mục tiêu không gia tăng dân số. Một yếu tố không kém phần quan trọng, đó là việc hình thành các khu đô thị mới bên ngoài khu vực nội đô với điều kiện môi trường sống tốt hơn đã thu hút người dân chọn trốn an cư mới. Nhiều người dân, nhất là giới trẻ, đã có nhiều lựa chọn hơn cho công việc, môi trường học tập, không còn phụ thuộc vào việc bám trụ phố cổ để kinh doanh. Trước bức xúc của người dân về công trình nút giao thông ngã tư Dầu Dây nối giữa hai tuyến quốc lộ 1A và 20, thi công chậm gây ra nhiều hệ lụy, nhất là đã làm 15 người chết do tai nạn giao thông ở khu vực này trong 3 năm qua. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản trả lời đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai lý giải nguyên nhân chậm tiến độ, đồng thời cho biết đang yêu cầu các đơn vị liên quan bố trí vốn, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án. Nguyên nhân chậm tiến độ công trình nút giao thông ngã tư Dầu Dây là do công tác giải phóng mặt bằng chậm kéo dài 3 năm. Dù khởi công từ tháng 3 năm 2017, nhưng đến tháng 8 năm 2020, chính quyền địa phương mới hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư. Điều này không chỉ làm chậm tiến độ thi công mà còn làm kinh phí giải phóng mặt bằng tăng hơn 8 lần so với ban đầu, từ 16,7 tỷ đồng lên hơn 139 tỷ đồng. Đối với nguồn vốn cũng gặp khó khăn do dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo quốc lộ 20, đoạn Đồng Nai-Lâm Đồng không được hoàn thuế VAT 360 tỷ đồng theo phương án tài chính do việc thay đổi chính sách về thuế, dẫn đến công trình thiếu vốn. Theo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, hiện nay nhà thầu đang tập trung cao độ thi công để sớm hoàn thành dự án, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng địa phương thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế tối đa ảnh hưởng đời sống của người dân trong khu vực. Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cũng vừa tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về các trường hợp cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 dự án quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn thành khu kinh tế tổng hợp tại khu vực miền Trung. 5 dự án gồm đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn, đường Đông Tây 1 kéo dài, đường từ quốc lộ 1A đến điểm đầu đường Đông Tây 4, tuyến giao thông trục chính phía Tây khu kinh tế Nghi Sơn và đường dây 500 kV đấu nối nhà máy điện Nghi Sơn vào hệ thống điện quốc gia. Tại 5 dự án nói trên, có một trường hợp nhận tiền bồi thường nhưng không tự tháo dỡ công trình, 11 hộ khởi kiện nhưng không có cơ sở để giải quyết, 61 hộ chưa nhận tiền bồi thường. Chính quyền thị xã Nghi Sơn đã tiến hành giải thích, vận động theo quy định của pháp luật nhưng không thành công. Theo kế hoạch, việc cưỡng chế sẽ được tiến hành từ ngày 26 tháng 3. Trước nguy cơ thiếu hụt đất và cát phục vụ việc san lấp đắp nền cho dự án cao tốc Bắc Nam, đoạn Mai Sơn quốc lộ 45, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc nhằm cung ứng tối đa nguyên vật liệu, không để dự án chậm tiến độ. Đoạn Mai Sơn quốc lộ 45 qua Thanh Hóa có chiều dài gần 49 km, tổng nhu cầu nguyên vật liệu khoảng 5,9 triệu mét khối đất đắp, 1,5 triệu mét khối cát, 1,45 triệu mét khối đá. Căn cứ trên số mỏ khoáng sản hiện có và công suất khai thác được cấp phép, tỉnh Thanh Hóa đang thiếu hơn 4,6 triệu mét khối đất đắp và gần 650.000 mét khối cát. Đối với những cái mỏ mà mới được bổ sung vào quy hoạch khoáng sản ấy, thì Sở Tài nguyên cũng phối hợp với Sở Xây dựng rồi Ủy ban dân các huyện là đề xuất Ủy ban tỉnh là đưa vào khu vực không đấu giá để làm cái cơ sở để đẩy nhanh cái thủ tục cấp phép, tiến độ rất gấp rút ấy, thì Sở Tài nguyên Môi trường là cũng sẽ cố gắng là rất giải quyết thủ tục trong cái thời gian nhanh nhất. Bên cạnh trữ lượng và công suất khai thác của các mỏ nguyên vật liệu, vấn đề bình ổn giá cả cũng là nội dung cấp thiết mà Ban Quản lý Dự án Cao tốc Bắc Nam đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45 đặc biệt quan tâm. Một số cái chủ mỏ đã có cái hiện tượng là đẩy giá. Thì đây là những cái khó khăn mà chúng tôi cũng đã kịp thời báo cáo Bộ Thông Vận tải và tỉnh kiểm soát cái giá vật liệu để không bị đẩy lên quá cao, ảnh hưởng đến cái tiến độ.
Rút kinh nghiệm từ đoạn Mai Sơn quốc lộ 45, tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát đánh giá cho cả dự án xây dựng đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn nhằm chuẩn bị sẵn nguồn nguyên vật liệu, tránh tình trạng dự án đi vào triển khai mới bổ sung nguồn cung ứng như hiện nay. Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, những ngày giữa tháng 3 năm 2021 cho đến nay, xâm nhập mặn tại các cửa sông chính vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng cao hơn so với thời điểm đầu tháng. Tình hình trên ảnh hưởng đến việc lấy nước sinh hoạt và trữ nước sản xuất nông nghiệp của người dân tại địa phương. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam dự báo từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 3, mặn 4 gram trên lít có thể xâm nhập vào sâu nhất trên dòng chính, các cửa sông Cửu Long từ 48 đến 70 km, từ 50 đến 55 km trên sông Cái Lớn. Thời gian này không xuất hiện mưa nên nguồn nước hoàn toàn phụ thuộc vào nước đến từ lưu vực thượng nguồn sông Mekong. Đề phòng gió chướng mạnh có thể làm tăng mặn đột ngột trên các cửa sông Cửu Long. Các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long cần chủ động các biện pháp phòng chống hạn mặn trong tháng 3, vận hành hệ thống công trình hợp lý, tăng cường khả năng lấy nước ngay khi có thể, hạn chế tiêu thoát, bảo đảm tích trữ nước trước khi có ảnh hưởng gia tăng từ thượng nguồn về. Đồng thời tăng cường công tác giám sát mặn, cập nhật các bản tin dự báo thường xuyên để điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp với các diễn biến nguồn nước. Mặc dù chỉ mới đầu năm, nhưng vấn đề thiếu nước tưới tiêu ở một số nơi trên đảo Lý Sơn đã đang ở mức báo động. Người dân tại đây tìm mọi cách thăm dò khai thác nguồn nước ngầm trái phép để tưới tiêu và tình trạng khoan, đóng, diễn ra trái phép lại tái diễn. Điều này đang đe dọa nguồn nước ngầm trên đảo, vốn đã suy kiệt và nhiễm mặn trầm trọng. Những tháng đầu năm 2021, lực lượng chức năng huyện Lý Sơn đã phát hiện hàng loạt giếng khoan đóng trái phép để thăm dò khai thác nguồn nước tưới tiêu. Các giếng khoan đóng này được ngụy trang tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng. Khi người dân phát hiện tố cáo mới giúp cơ quan chức năng kiểm tra xử lý theo quy định. An tái rồi là thiếu nước. Lâm sồn thiếu nước cực kỳ. Có còn phải giải quyết là lăng đóng rồi bây giờ lâm xuống. Nước đem nữa cũng phải vô 4-5 người lượm 3 tiếng đồng hồ có giếng để mà nước để mà xoan qua tới cho đúng. Năm ngoái lượng mưa nhiều nhưng tình trạng khoan đóng giếng ồ ạt là nguyên nhân khiến lượng nước giữ lại được rất ít. Theo dự báo, tình trạng thiếu nước năm nay sẽ diễn ra nghiêm trọng, đặc biệt là vụ hành xuân hè sắp tới, nhu cầu nguồn nước tưới tiêu tăng cao. Ở nhà nước họ cho rồi mà bà con tìm nguồn nước để gì tưới. Từ năm 2014 đến nay, số lượng giếng trên đảo gia tăng gần gấp 4 lần, từ gần 550 giếng tăng lên gần 2.150 giếng. Năm 2020, huyện Lý Sơn cũng đã xử phạt 20 trường hợp khoan đóng 26 giếng trái phép. Mọi hoạt động khoan giếng mới mang tính cấp bách cần có các thủ tục trình Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép. Đây là biện pháp cứng rắn để bảo vệ nguồn nước ngầm trên đảo. Cơ quan nhà nước cũng tuyên truyền mạnh đến các người dân để hiểu sâu vào cái vấn đề về bảo vệ tài nguyên môi trường và sản xuất nông nghiệp nó phải phù hợp với thực tế. Ngành nông nghiệp trồng hành tỏi không thể thiếu nước, nhưng nguồn nước trên đảo đã suy kiệt và nhiễm mặn. Nếu không có giải pháp hiệu quả và kịp thời để bảo đảm nguồn nước tưới tiêu cho hành tỏi, thì tình trạng khoan đóng giếng thăm dò khai thác tài nguyên nước trên đảo sẽ tiếp tục kéo dài, khó kiểm soát. Thưa quý vị, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội mới đây đã có thông báo yêu cầu giám đốc các sở, ban ngành, đoàn thể thành phố, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ động trong trạng thái bình thường mới, vừa phát triển kinh tế, vừa sẵn sàng phòng chống dịch COVID-19 trong tất cả các ngành, lĩnh vực. Ban chỉ đạo thành phố cũng giao Sở Y tế tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất chương trình, nội dung kiểm tra của 5 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn. Thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày 25 tháng 3 năm 2021 đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ như là karaoke, quán bar, vũ trường đã hoạt động trở lại từ ngày 23 tháng 3 năm 2021. Ban chỉ đạo thành phố giao Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, phường, thị trấn, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nêu trên, xử phạt yêu cầu dừng hoạt động đối với các trường hợp không thực hiện nghiêm túc. Những ngày gần đây, Việt Nam không có ca mắc mới trong cộng đồng. Chính vì thế, một số người dân đã xuất hiện tâm lý chủ quan, không tuân thủ quy định phòng dịch như là đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Cơ quan chức năng đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt những trường hợp vi phạm. Người bán không đeo khẩu trang,
người mua cũng không đeo, hoặc là chỉ đeo khi có lực lượng chức năng đến thanh kiểm tra. Đó là những gì đang diễn ra tại một số chợ dân sinh nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhiều người bán hàng có ý thức nhắc nhở khách mua hàng về biện pháp phòng chống dịch, nhưng cũng có người vì sợ mất khách nên lại thôi. Mà nói chung là ai đến đây thì chúng tôi cũng nhắc nhở người ta đeo khẩu trang, vâng, thì chúng tôi mới bán hàng. Vâng. Hiện không ít người đã xuất hiện tâm lý chủ quan khi những ngày gần đây Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Cơ quan chức năng đã tăng cường thanh kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt những trường hợp vi phạm. Kiểm tra đây ta phải xác định là kiểm tra ngay tại chỗ. Ví dụ như tại chợ thì cái ban quản lý chợ kiểm tra, tức là phương châm kiểm tra là kiểm tra tại chỗ. Thứ hai nữa mà đồng ý đến đoàn liên ngành của huyện hoặc đơn vị liên quan. Nhắc nhở trước, tất nhiên này, tuyên truyền nhắc nhở. Nhưng sau đó phải có cái xử phạt, phải có cái làm gương. Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn khá phức tạp. Mầm bệnh luôn tiềm ẩn trong cộng đồng. Khuyến cáo người dân không nên chủ quan, cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch khi đến nơi công cộng. Bên cạnh tin vui về việc những ngày gần đây, Việt Nam không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng, thì công tác cách ly theo dõi sức khỏe cho những người nhập cảnh vào Việt Nam cũng vẫn được bảo đảm và chú trọng. Thông tin cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh trong nước sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Tính từ 18 giờ ngày 23 tháng 3 đến 6 giờ ngày 24 tháng 3, không ghi nhận thêm ca mắc mới. Tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 là 2.576 ca. Tổng cộng 1.601 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 908 ca. Số người hiện được cách ly và theo dõi sức khỏe 37.754 ca. Trong phần tin quốc tế, NATO thảo luận hàng loạt vấn đề an ninh. Cháy trại tị nạn ở Bangladesh, hàng trăm người thương vong. Chuyển sang những tin tức quốc tế nổi bật. Trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang diễn ra tại Bruxelles, các nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh quân sự này đã trao đổi quan điểm về chương trình nghị sự NATO 2030, tình hình Afghanistan, an ninh tại Trung Đông và Bắc Phi. Tuyên bố chung của Ngoại trưởng các nước NATO tái khẳng định vai trò trung tâm của tổ chức này trong mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Thông báo của NATO dẫn lời Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết, hội nghị đã thảo luận tích cực về sáng kiến NATO 2030, đặc biệt là cách liên minh có thể tiếp tục thích ứng với một môi trường an ninh đang thay đổi nhanh chóng, trong đó có những thay đổi lớn trong cán cân quyền lực toàn cầu và những thách thức ngày càng tăng đối với các quy tắc trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Tổng thư ký NATO khẳng định mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương là nền tảng của phòng thủ tập thể. Ngoài ra, NATO cũng đã thảo luận về kế hoạch rút quân ở Afghanistan, tình hình Trung Đông và Bắc Phi, quan hệ liên minh trong khu vực và quan hệ đối tác với các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên minh châu Âu EU và Liên Hợp Quốc. Triều Tiên đã phóng hai tên lửa hành trình tầm ngắn ngoài khơi bờ biển Hoàng Hải vào cuối tuần qua. Đây là thông báo của các quan chức Mỹ đưa ra vào ngày hôm qua. Các quan chức Mỹ cho biết Triều Tiên đã thử tên lửa hành trình. Vụ phóng này không thuộc diện cấm trong các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Vì vậy, các quan chức Mỹ cho rằng đây là một vụ thử nghiệm vũ khí thông thường. Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết nước này đang phối hợp chặt chẽ cùng với Mỹ theo dõi sát sao các động thái quân sự của Triều Tiên trong bối cảnh có những dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang triển khai các pháo phản lực bắn loạt trên một hòn đảo ở biên giới phía Tây. Thưa quý vị, ít nhất 15 người thiệt mạng và 400 người mất tích sau một vụ cháy lớn tại trại tị nạn của người Rohingya tại Bangladesh. Ngoài ra, vụ cháy còn làm cho 550 người bị thương và 45.000 người phải di rời. Theo cảnh sát địa phương và các nhóm cứu trợ, đám cháy bùng phát ngày 22 tháng 3 và khiến ít nhất 50.000 người mất nơi ở khi thiêu rụi hàng nghìn túp lều. Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông ghi lại cho thấy những túp lều tồi tàn được dựng lên bằng tôn phế liệu, nhựa và các bìa cắt tông nên rất dễ bốc cháy. Hiện các nhân viên cứu hộ và gia đình có người bị mất tích đang tích cực tìm kiếm nạn nhân. Đây là vụ cháy thứ ba tại các trại tị nạn này trong 4 ngày qua. Hai vụ cháy khác xảy ra hôm 19 tháng 3 đã phá hủy nhiều túp lều. Hai đám cháy lớn khác cũng đã xảy ra tại các trại này hồi tháng 1, làm hàng nghìn người mất nơi ở và phá hủy 4 trường học của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF.
Những trận mưa lớn liên tục trút xuống Australia đã gây ra đợt lũ lịch sử ở bang New South Wales, bang đông dân nhất đất nước. Hiện lực lượng cứu hộ đang chuyển sang phân phát thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập nhiều ngày trong đợt lũ kỷ lục. Trận lũ lịch sử trong tuần qua tại Australia đã khiến cho hàng chục nghìn người phải sơ tán. Lực lượng cứu hộ đã phải trả lời hơn 11.000 cuộc gọi cầu cứu, giải cứu ít nhất 950 người khỏi nước lũ. Từ ngày hôm qua, các tàu cứu hộ đã chuyển trọng tâm sang cung cấp lương thực và nhu yếu phẩm cho người dân bị lũ cô lập tại những khu vực lân cận thành phố Sydney. Tôi chỉ muốn có một bát súp hoặc một cốc cà phê, cửa hàng nào cũng bị vét sạch, thật kinh khủng. Thời tiết xấu và lũ lụt đã ảnh hưởng tới những khu vực hẻo lánh ở New South Wales và một số vùng của bang Queensland ở phía Bắc. Các công ty điện lực cảnh báo những khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sẽ mất điện cho tới cuối tuần này. Các nhà khoa học cảnh báo Australia có thể sẽ phải hứng chịu nhiều đợt hiện tượng thời tiết cực đoan. Các công tố viên Hàn Quốc thông báo đã tịch thu nhà của cựu Tổng thống Park Geun-hye để bán đấu giá do bà không trả được khoản tiền phạt 19 triệu đô la Mỹ vì tội nhận hối lộ. Nguồn tin từ một đại diện của văn phòng công tố viên quận trung tâm Seoul cho biết, tới hạn chót cuối tháng trước, bà Park Geun-hye không trả được khoản tiền phạt và khoản tiền bồi thường, tổng cộng 21,5 tỷ won, tương đương với 19 triệu đô la. Vì vậy, các nhà chức trách đã tịch thu nhà của bà. Năm 2018, vào thời điểm tòa án phong tỏa các tài sản của bà Park Geun-hye, tòa nhà 2 tầng của bà Park nằm tại khu dân cư hạng sang ở phía nam Seoul được định giá khoảng 2,8 tỷ won, tương đương với 2,48 triệu đô la. Văn phòng công tố tại Seoul cũng yêu cầu những người quản lý tài sản bán đấu giá công khai tòa biệt thự của bà Park. Bà Park Geun-hye bị luận tội vào năm 2017 và sau đó bị kết án 20 năm tù vì tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Cộng thêm án tù vì tội vi phạm luật bầu cử, bà Park hiện phải đối mặt với tổng cộng 22 năm tù. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.